Xin chào mọi người. Đây là video được quay vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Ngày hôm nay, con mời mọi người chúng ta cùng tới ngắm hoa của một loài lan hài nguyên chủng có nguồn gốc từ nước ngoài. Mọi người nhìn về phía góc ở bên trái màn hình, đây chính là tên khoa học của nó. Thì loài lan hài này được du nhập vô Việt Nam cũng rất là lâu rồi nha mọi người. Vì thế, nó sẽ có tên Việt hóa và nó sẽ có hai cách gọi tên tiếng Việt như sau. Một, mọi người chúng ta có thể gọi là lan hài cỏ. Hai, mọi người có thể gọi là hài cỏ Mỹ. Tùy cách gọi của mọi người, dùng tên nào cũng được mọi người ha. Vậy lý do tại sao lại gọi đó là hài cỏ mà không phải là một cái hài gì đó khác? Bởi vì cái cấu trúc của cây nó hình thành theo bụi và lá của nó mướt giống như các cái bụi cỏ ở ngoài tự nhiên hoặc là ở các cái con suối mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy nếu như nó không có ra hoa như thế này thì chúng ta không biết đó là một cây lan hài, một bụi lan hài mọi người ha. Và con sẽ để những cái hình ảnh của nó ở ngoài tự nhiên, tức là môi trường hoang dã của nó ở trên màn hình để cho mọi người chúng ta xem và chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của nó ở ngoài thiên nhiên ha. Đồng thời thì con cũng sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta một chút xíu cái thông tin của loài này. Rồi mọi người nhìn trên màn hình ạ. Lan hài cỏ Mỹ là loài nguyên chủng có nguồn gốc từ nước ngoài và nó đến từ Nam Mỹ nha mọi người ha. Mọi người nhìn thấy đó, khi mà nó ở môi trường hoang dã, nếu như chúng ta là người mới chơi lan hài mà ở trong cái môi trường tự nhiên của loài á, chúng ta đang ở cái khu vực của nó mà chúng ta nhìn thấy cái bụi như vậy thì mọi người chắc hẳn không biết đó là một bụi lan hài. Không khác gì một bụi cỏ, và điển hình nó khá là giống với lại thủy sương bồ. Cây thủy sương bồ hay gọi là thạch sương bồ mọi người. Đây nè. Đây là một dạng lá nhỏ ha, có một dạng lá lớn. Lá lớn cũng phải như thế này á. Nhìn nó khá là giống ha mọi người ha. Và tập tính của loài này ở ngoài tự nhiên á là nó hình thành theo bụi. Nó có thể chịu được môi trường ẩm ướt, thậm chí là nó có thể chịu được môi trường ngập nước tới nửa cây hoặc là đôi khi ngập hơn luôn trong khoảng một thời gian ngắn nhất định nha. Tức là trong cái khoảng thời gian mà không may mùa mưa, mùa nước lớn nó về á, bởi vì nó mọc chủ yếu ở trên các cái con suối, trên các cái gồ đá. Vì thế cho nên là mưa về nước nó sẽ dâng lên á, thì nó sẽ chịu được cái môi trường ngập nước trong một khoảng thời gian ngắn hả mọi người ha. Thì đó là những cái hình ảnh con gửi đến cho mọi người chúng ta thấy được cái nét đẹp của nó ở trong môi trường hoang dã. Thì bây giờ thì con sẽ tâm sự thêm về loài này, sau đó ở phần sau video gần cuối con sẽ mời mọi người chúng ta chiêm ngưỡng hoa sau ha. Tại vì con rất là ít những cái video quay về chi hài này. Bây giờ con sẽ nói về chi hài trước ha. Mọi người ngắm hoa sau mọi người ha, không phải vội mọi người ạ. Video này khá là dài. Hài cỏ Mỹ thuộc chi Framiperium. Mọi người để ý, nếu như ai đã từng xem hết tất cả các cái video con quay từ trước đến giờ, mọi người sẽ thấy rằng các cái cây lan hài con quay lên chủ yếu là thuộc chi Pafipelum. Và cái chi Pafipelum, cái cụm chữ của nó gần giống lại Framiperium, nếu như chúng ta nhìn không kỹ và nghe không kỹ cái âm thì nghe nó, cảm giác nó giống nhau. Đó. Thì trước khi con nói về cái phần này thì mọi người có thể vô cái hội nhóm này. Đây là hội do con quản lý và có một bạn quản trị viên, bạn ấy đã soạn ra cái danh mục phân họ lan hài để cho mọi người chúng ta cùng biết tới. Mọi người tìm cái phần đáng chú ý, cái phần con khoanh tròn. Sau đó mọi người đọc cái bài viết này. Thành cái phần khoanh tròn nhỏ là mục đáng chú ý ha. Nếu như ai vô hội nhóm mà không thấy cái phần ở dưới thì chúng ta ấn vào đó để chúng ta xem. Ta kiếm cái bài con khoanh cái ô tròn bự á. Có cái mũi tên chỉ. Rồi mọi người xem ha. Rồi bây giờ con sẽ nói sơ ở trên này bởi vì ở trên này nói không được nhiều. Mọi người lên đó mọi người đọc thêm thông tin cho nó chi tiết ha. Ở đây con chỉ nói sơ thôi. Cypripediidae, phân họ lan hài, là một phân họ trong họ lan. Nó sẽ bao gồm có 5 chi. Và mọi người nhìn ở trên màn hình, đây chính là 5 chi trong phân họ lan hài. Chi thứ nhất là Papipelum. Chi thứ hai là Framiperium. Chi thứ ba là Cypriperium. Chi thứ tư là Sadeliperium. Chi thứ năm là Mesiperium. Con xếp thứ tự từ 1 tới 5 như thế này là có chủ đích ha mọi người ha. Còn thực tế
thì mọi người có thể xáo trộn vị trí của nó lên chỗ nào cũng được thoải mái à. Cái thằng cuối lên trên đầu cũng được, thằng giữa nó không phải nhất thiết phải là thứ tự từ 1 đến 5 như con. Nhưng mà con muốn phân chia như thế này, mọi người lưu ý là con muốn phân chia như thế này để mọi người biết được cái mức độ khó dễ của nó theo chi. Ha mọi người ha. Thay vì chúng ta là theo loài, chẳng hạn như là các cái cây lan hài Việt Nam thuộc một chi nào đó thì chúng ta sẽ phân nó làm nhóm khó dễ, thì ở đây con sẽ phân theo chi của nó để mọi người biết được. Mọi người nhìn, mỗi lần mọi người nhìn thấy cái tên khoa học á, nhìn vào thấy cái chữ trước cái tên của loài á, là mọi người cũng biết được rằng à, những cái thằng ở trong chi này là thuộc cái nhóm khó tính, chúng ta phải cân nhắc khi chúng ta sưu tầm. Thì thứ tự khó dễ của nó như sau. Thằng số 1, Paphiopelum, thường sẽ là phù hợp và tương đối dễ. Thằng thứ hai, Framiperium, nằm ở trong nhóm khó tính. Những cái cây ở trong cái chi, mọi người hiểu đơn giản nè, chữ chi chúng ta hiểu đơn giản là cái họ ha mọi người ha, hiểu đơn giản là vậy ha, chi là họ đó, mọi người hiểu đơn giản như vậy thôi. Thì những cái thằng ở trong chi thứ hai là khó tính, chi thứ ba là rất khó tính, chi thứ tư cũng giống như thằng thứ ba rất khó tính, chi thứ năm thì con nghĩ là nó khó tính nhân đôi lên luôn á. Bởi vì cách đây lâu rồi con thấy có ba người nhập cây lan hài thuộc chi này về. Ở trong chi này nó chỉ có một loài duy nhất thôi, một loài duy nhất mang họ Mesiperium thôi, tức là chi thứ năm đó mọi người ha. Và loài này ở bên nước ngoài á, họ trồng rất là đơn giản, rất là dễ, nhưng mà không biết tại sao khi về Việt Nam mình á, cũng lâu rồi, chắc phải gần 7 năm rồi, con chưa thấy ai đăng một cái hình hoa nào của cái cây này hết, mặc dù đã có người mang con giống về rồi. Lý do tại sao? Thứ nhất là nó đắt tiền, đắt lắm, cây bé tí là cây giống mà đã mấy triệu một cây rồi. Thứ hai là nó rất khó tính, mặc dù cái vùng phân bố của nó là ở môi trường nóng á, nó phân bố ở độ cao rất là thấp nha, có mấy trăm mét so với mực nước biển thôi, nhưng mà không biết tại sao lại về Việt Nam chúng ta, hay là do cách trồng gì đó nó không phù hợp. Con chưa thấy ai đăng hình hoa của cây này ở tại Việt Nam mình ha, con chưa thấy ai cả đó. Thì con sắp xếp thứ tự từ 1 đến 5 như vậy để cho mọi người thấy được rằng à, cứ nhìn vô tên khoa học, thấy cây nào mang cái họ của một trong những họ này thì thứ tự của nó sẽ là từ dễ tới khó như thế ha, mọi người ha, mọi người lưu ý ha. Và con đã chia sẻ cho mọi người chúng ta một chút xíu cái thông tin về phân họ lan hài. Cypripedioidae là một phân họ trong họ lan à, mọi người ha. Còn bây giờ thì con sẽ nói đôi chút về đặc tính của loài này. Lan hài cỏ Mỹ, con gọi là cỏ Mỹ chứ con không gọi hài cỏ, thì vì nghe cỏ Mỹ nghe nó hơi nhạy cảm chút xíu nhưng mà lại hay mọi người ha. Rồi, tập tính của loài này á, nó có hình thức đuổi hoa giống như hài đuổi. Một lần ra ngồng hoa nó có thể đạt tới mức là, hiện tại là con thấy có một bài viết được đăng trên một cái hội nhóm của nước ngoài, thì con đếm cái số lượng cái tai này nè mọi người. Đó, đây gọi là cái tai ha, đây cái tai nè, cái lá tai nè, gọi là tai mèo á, thì con đếm là khoảng tầm chắc phải gần 20 cái lá tai như vậy, tức là nó đã ra được gần 20 bông hoa. Thì khoảng thời gian nó ra hoa chơi được là cũng bèo bèo cũng phải gần cả năm á mọi người, chơi hoa liên tục cũng phải gần cả năm á. Đây là lần đầu tiên con ngắm hoa của nó, cho nên là con cũng chưa xác định được là nó ra số lượng hoa nhiều hay là ít, chẳng qua là con nhìn thấy ở trên đó như thế. Và con được xem một đoạn video do bên Ecuador họ quay và đăng lên kênh YouTube của họ và đăng lên trang fanpage của họ. Con xem thì con mới biết được cái đặc tính của nó và tập tính tự nhiên của nó, và con lấy hình ảnh từ họ về gửi cho mọi người xem đó. Đây là mọi người, nó sẽ đuổi hoa ha, mọi người thấy không ạ? Hoa bên cạnh nè, nụ ngay bên hông luôn đó. Nó cứ ra hoa ra hoa ra hoa như vậy á, nó sẽ đuổi hoa đuổi hoa. Có nếu như hên á thì nó sẽ ra một lúc ba bốn bông một lượt luôn, còn không thì nó bông này rụng ra bông khác, bông này rụng ra bông khác. Thì theo quán tính con cảm thấy là khoảng tầm 1 tháng nó sẽ ra hoa một lần, tức là 1 tháng cái nụ tiếp theo nó sẽ nở hoa ha mọi người ha. Và bông của loài này thì nhỏ, nằm trong nhóm nhỏ ha. Việt Nam chúng ta có một loài có khuôn hoa nhỏ, đó chính là hài cảnh, hoa của nó còn nhỏ hơn cả hài Helen nữa. Thì thằng này hoa nhỏ bằng với lại hài cảnh, nó chỉ khác cái là cánh của nó rủ xuống, còn hài cảnh là lá nó, cánh nó ngang, và nó chỉ khác một cái nữa là khuôn hoa. Tức là cái cấu tạo hoa của thằng hài cảnh thì chắc chắn là phải khác thằng này rồi. Con đã nói về kích thước thôi ha, kích thước của nó thì bằng với hài cảnh đó mọi người, tại vì con cũng được ngắm hoa hài cảnh nhiều rồi,
chắc phải hơn 100 bông hải cảnh con được ngắm rồi, được nhìn tại vườn mới là ở vườn bạn con. Hoa của nó. Và thằng này có hình thức sinh sản theo bụi. Nó nghĩa là nó thành bụi rất là nhanh ha, và nó đẻ con theo hình thức gọi là thân nối. Mọi người biết cái cây bèo cái hoặc là cây lục bình đúng không ạ? Bèo cái lục bình gì cũng được, nó có hình thức thân nối tương tự như nhau, tức là nó sẽ ra một cái thân nhỏ nhỏ giống như cây tăm hay đầu đũa gì đó. Sau đó ở trên cái đầu đỉnh ở ngoài, khi mà đạt độ dài nhất định đó, nó sẽ hình thành một cái mầm và thành một cái cây. Thì thằng này cũng tương tự như vậy. Các loài lan hài khác á, thì nó đẻ con ngay bên thân mẹ luôn, chứ nó không có ra thân nối. Đây mọi người nhìn này, nó đẻ con ngay bên thân luôn. Còn thằng này á, mọi người nhìn đây, đây không cần nhìn đâu xa mọi người thấy không ạ? Cái thân chính nằm đây, mà thân con nó cách thân mẹ cả một đốt tay. Đó. Thằng này đây nè, thân mẹ đây nha, mà thân con nó mọc ra một cái thân nối dài ra đây, nó mới ra thằng con. Đây nè, điển hình luôn, nó ra một thằng con ngay bên cạnh nè. Thì nó có hình thức sinh sản mầm theo kiểu thân nối nha mọi người. Và loài này cũng nằm trong nhóm trong nhóm để không hợp lý. Nghe cái này nữa không hợp lý mọi người ạ. Framiperum là những cây nam ăn họ này thì nó khó tính, nhưng con thấy thằng này nó khá là dễ tính. Tại vì tại sao con biết điều này? Một số người bạn của con chơi lan hài á, lâu lâu đăng hình lên á, thì con để ý là họ thường ở những cái khu vực nóng ở Sài Gòn rồi ở miền Tây, người thì ở Bình Dương đó, thì họ trồng rất là đạt nha, rất là đạt. Và sau đó con nhắn tin con hỏi thì họ kêu là trong cái mớ cây Fran anh mua sưu tầm, họ sưu tầm có người sưu tầm 3 4 giống đó, nhưng mà trồng cây này thấy phát triển nhất. Thì thằng này cảm giác nó dễ tính. Thì con sẽ nói một chút xíu về cái cách để mọi người chúng ta sưu tầm con giống và lựa chọn vị trí đặt cây cho nó hợp lý ha. Đối với hài cỏ Mỹ thì mọi người chúng ta nên mua theo khóm từ 3 cây đổ đi là đẹp nhất. Bởi vì khi mọi người mua được từ 3 cây đổ đi á thì nó dễ phục hồi và nó dễ sinh trưởng hơn. Ngày xưa chậu này con mua cũng phải hơn 5 năm rồi. Ngày xưa con mua cái cây bằng này nè mọi người, hồi đó không có tiền. Hồi đó con ngân quỹ còn nó kém lắm. Túi còn nó bé không có được nhiều. Thì con mua cái mầm nhỏ bằng này, con về con trồng và nó được bụi như này, sau đó thì tách ra ha mọi người ha. Con còn 2 chậu nữa, nhưng mà 2 chậu đó nó chưa ra bông, nên là con quay cái chậu đăng bông này. Thì trồng mãi nó được lên cái bụi này, và con tách ra được một bụi này. Và con có tách một cái mầm nhỏ để con trồng ở cái vị trí hòn non bộ của con đây. Cái chỗ này là luôn luôn ẩm này mọi người. Con trồng thử coi nó sao, tại vì cái môi trường của nó chịu được ẩm mà. Cho nên là con trồng thử đây để mốt lên cái bụi coi nó đẹp hay không á mọi người. Trồng thử, đang thử nghiệm. Thì mọi người nên mua theo khóm từ 3 thân như này là đẹp. Đó. Lựa cây giống nó đẹp đẹp tí ha. Đó. Nó dễ thì dễ, nhưng mà chúng ta cũng phải qua từng cái quy trình lựa giống rồi khu chơi nó phải có qua quy trình ha. Rồi khi mọi người mua về, mọi người đặt nó ở trong cái vị trí mát mẻ. Đó. Lan hài thì nó không cần nắng cũng được, nhưng nó phải cần ánh sáng, ánh sáng để nó quang hợp và cần thông thoáng. Cái già mà chúng ta làm kín mít luôn đó, người còn chịu không được, đừng nói cây. Nói chung là lúc nào cũng phải có gió ra gió vào và mát là được, không cần nắng cũng được, lan hài mà. Riêng thằng này ha, đang nói về thằng này thôi. Đây cũng là cỏ Mỹ, cũng là hài cỏ, nhưng đây là một loài khác. Tại vì cấu trúc của nó cũng tương tự, gần ná ná giống nhau, nhưng mà thằng này lá nó to hơn. Lá nó to gấp, có khi là gấp 3 lần cái lá này. To gấp 3 lần lá này bình thường mà thôi mọi người ha. Do cái này là cây giống, có một cây duy nhất à. Con mới sưu tầm được chúng hồi đầu năm, lúc nó đang còn bé đó mọi người. Thì này mốt lớn lên lá nó phun sai chắc cũng phải to hơn cái lá hai vệ nữ chút xíu. Hoa của nó hình như cũng to hơn một tí, tại vì con cũng chưa thấy hoa. Còn về giá thể để trồng lan hài cỏ thì cái này thì hơi khó, tại vì chi Fran nó hơi chó khó để chọn giá thể. Cái này là con chỉ có tư vấn thôi nha, con chỉ tư vấn hỗ trợ thôi. Mọi người chúng ta xem, mọi người cân nhắc ha, mọi người cân nhắc, mọi người lựa chọn giá thể cho nó hợp lý ha. Con thì con sử dụng, riêng con thì con sử dụng chung á là cái đá bọt size bé kết hợp với lại cái đá bọt size phổ thông, tức là cái đá bọt chúng ta chuyên dùng để trồng lan hài là size 6 mm đến 1 cm á. Con kết hợp với lại cái size mịn đây nè, cái size mịn nè. Đó, trộn lại với lại một ít cái phân trường quế. Đây là phân trường quế loại tốt nè. Loại này con mua là 45.000 một ký nè. Cái loại mà
xài 2 3 năm nó không có bị rã, nó cứ nguyên cục như này mọi người, phải 3 4 năm nó bắt đầu mới rã dần ra. Và con sử dụng tiếp cái đá bọt size lớn nữa là kết hợp 3 loại đá bọt size mịn, size vừa và size lớn, cộng với lại thông thông nhập nha, thông nhập cộng với lại dớn. Con thì vừa dùng dớn cộng vừa dùng dớn cù lần, nói chung là con trộn búa lua xua với nhau nhưng mà nó phải hợp lý, nó phải thông thoáng ha. À, đây là dớn cù lần này, cái dớn mà hay có ở trên đồi thông á. Ai mà đi Đà Lạt, nói chung cái dớn này cái cấu tạo rễ của nó giống như lại cái rễ của tổ quả, cây tổ quả, cái dây chân sỉ tổ quả, nó gần giống giống như vậy á. Này con trộn lên đây nè mọi người, thấy không ạ? Trộn lên nè. Ở bên dưới thì con lót một lớp xốp, đúng một lớp xốp thôi. Sau đó con lót 3 lớp đá, một lớp xốp tới đây, 3 lớp đá là tới đây. Đó. Rồi sau đó con cho giá thể vô và con trồng. Con trồng con cho giá thể nông nha, tại vì con chừa miệng chậu là con trồng hài luôn luôn con chừa miệng chậu mọi người, đâu con luôn luôn chừa miệng chậu lại, cho nên là cái lượng giá thể con sử dụng trong này chỉ có khoảng tầm cỡ từng này thôi, chưa đến 2 đốt ngón tay. À, và con trồng à, đó là con chỉ tư vấn thôi nha mọi người, có thể thử hoặc là mọi người sửa đổi các giá thể tùy ý mọi người ha. Cái này là con cũng không chắc chắn để mà khẳng định là giá thể này ổn định ha mọi người ha, đó chỉ là cái phần tư vấn cho mọi người thôi. Còn cây này thật sự năm nay con mới được ngắm hoa trồng lâu lắm rồi, nhưng mà từ năm nay đổ đi sẽ được ngắm hoa liên tục luôn, không có năm nào là không được ngắm hoa của nó nữa mọi người ạ. Từ bây giờ nó sẽ được ngắm hoa liên tục bởi vì nó có hình thức đuổi hoa. Thằng này đang đuổi hoa thì cái mầm của nó bắt đầu ra tiếp cái ngồng nữa nè mọi người, thấy không? Nó lại ra tiếp cái ngồng nụ nè, và cái thân bên này, tức là thằng này chưa hoa xong thì những cái mầm sau á, những cái mầm con của nó lớn lên nó trưởng thành, nó lại đạt size, sau 1 năm lại đạt size lại ra hoa tiếp, thì cứ thế ngắm hoa gối đầu vậy mọi người, nó cứ ra ra ngồng nụ gối đầu vậy á, cho nên là cũng mất thời gian lâu phết, cũng gần cũng hơn 5 năm, nhưng mà không sao, bù lại bây giờ thì được ngắm hoa liên tục, nó cũng mãn nguyện mọi người ạ, lúc nào cũng có hoa ngắm ha. Đó, bắt đầu từ năm nay là ngắm hoa mỏi cổ luôn, ngắm chán luôn, cho nên là con sẽ đợi video thứ hai quay lên gửi cho mọi người chúng ta cùng xem khi nào mà một cái ngồng hoa này nó ra hết hoa, không còn một cái bông nào nữa, thì lúc đó con sẽ quay video lên để cho mọi người chúng ta biết được là một lần nó ra bông được bao nhiêu bông ha. Hiện tại thì con thấy là có người thì được 7 bông, người thì được 10 mấy bông, người thì được khoảng 20 bông, tùy ngồng nó dài lắm. Bây giờ đang ngắn như này nha, nhưng mà khi nó nối nối bông ra, tức là nó đuổi hoa thì nó sẽ dài thêm nó như thế này nè mọi người, tại vì mỗi một lần ra hoa nó cái ngồng của nó sẽ có thêm một đoạn nữa mọi người, thấy không ạ? Nó sẽ có thêm một đoạn nữa, nó như vậy ha. Rồi bây giờ con sẽ mời mọi người chúng ta cùng nhìn. Mọi người thông cảm cho con nha, tại vì shipper vừa mới giao hàng á, con phải ra con kiểm hàng cho nên là mất một lúc. Bây giờ con sẽ chỉ cho mọi người chúng ta cách để sưu tầm. Trước khi vô cách sưu tầm thì con phải nói về giá để cho mọi người chúng ta tham khảo. Cái này là nói chung về giá nè. Tất cả những cái cây giống không riêng gì cái thằng này nha, không riêng gì thằng hài cỏ này nha. Những cây nào mà mang cái họ này nè, mà được bán ở Việt Nam á, thì giá của nó luôn luôn nằm ở mức cao, là sẽ dao động từ vài trăm nghìn cho tới khoảng vài triệu cho một con giống. Nhưng riêng thằng này con thấy người ta bán mức giá là đẹp nhất nè. Mức giá của nó chỉ rơi vào đầu 100 nghìn thôi. À, cây giống như thế này, một cây trưởng thành hoặc là một khóm 3 thân như thế này ha mọi người ha, hoặc là 4 thân gì đó, hoặc là 2 thân ha, thì con thấy người ta bán cái mức giá sẽ dao động từ khoảng 150 đổ lên và 600 nghìn đổ lại ha mọi người, lưu ý ha, tại vì con không biết cụ thể giá như thế nào, tại vì con mua cái chậu này lâu quá rồi mà con đâu có nhớ được giá đâu. Ngày xưa con mua là giá nó còn cao cho nên là giá bây giờ nó phải khác rồi, nên con không kể cái giá mức ngày xưa con mua được, à, kể hiện tại thôi. Còn à, nếu như mà ai có điều kiện kinh tế tốt á thì mua hẳn một chậu này luôn. Sau khi con nói về cách sưu tầm ha, thì tìm người đó, tìm cái người có liên hệ hỏi và sưu tầm hẳn một chậu bự này mà chơi nè. À, giá của nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 1,5 triệu cho tới khoảng tầm 3,5 triệu quay đầu thôi là chúng ta có được một chậu như thế này rồi. Mà yên tâm, nó đẻ nhanh lắm, đẻ nhanh lắm mọi người cứ yên tâm ha, nó mà đã chịu được rồi nó đẻ cho lúc đó tách không kịp luôn á. Rồi bây giờ thì con sẽ nói về cách sưu tầm. Một là mọi người liên hệ trực tiếp cho con. Thông tin địa chỉ để mọi người liên hệ nằm hết ở bên góc bên phải màn hình, ở cái mũi tên á,
ấn vô nó sẽ hiện lên thông tin. Mọi người phải nhắn tin qua bên Facebook hoặc là bên Zalo nha. Chứ còn mọi người gọi điện với lại nhắn tin qua bên số điện thoại là chịu á, con không giúp được nha. Tại vì con không có số của người bán. Tại vì mọi thứ con giao dịch đều là giao dịch trên mạng xã hội hết, con không có lưu số của người ta làm gì cả. Cho nên là mọi người phải nhắn tin qua một là Facebook, hai là Zalo để con gửi cho mọi người cái đường link, mọi người vô trong trang cá nhân của người ta. Mọi người nhắn tin trực tiếp cho người đó. Nó sẽ dễ hơn ha mọi người ha. Còn cách thứ hai là cách này dễ hơn nè, cách này đơn giản nhất nè. Mọi người chụp màn hình cái bông này lại. Đây con giữ im cho mọi người chụp nè. Rồi mọi người chụp lại, sau đó mọi người lên Facebook tìm mấy cái hộ lan hài á, mọi người đăng cái bài viết kèm với hình ảnh này với dòng chữ là tôi muốn sưu tầm cây này, mọi người biết ai có hoặc là có cây chia sẻ thì chia sẻ cho tôi với, là người ta sẽ giúp mọi người sưu tầm. Anh em chơi lan hài trên đó hòa đồng lắm, mọi người cứ đăng bài nó hỏi là người ta chỉ khí thế lắm mọi người không phải lo ha. Tại vì cái dòng Framiperium này á, nó không có bán phổ thông, nó không có phổ biến như dòng Papyperium. Cây giống ở Việt Nam mình ít lắm, cho nên là muốn sưu tầm là phải qua ba cái cách này thôi. Còn cách thứ ba á, mọi người tìm cái hội có cái tên như sau: Hội Lan Hài Đà Lạt. Đó, mọi người tìm hội đó, rồi tìm quản trị viên trong hội đó. Mọi người liên hệ với người ta xem coi ai có cây giống chia, tại vì cũng ít người chia lắm, nhưng mà phải nói chung là phải hỏi thì mới biết được. Hỏi có ai có cây chia thì chia sẻ cho. Đó là ba cách ha. Ha mọi người. Mọi người biết tại sao con lại chỉ mọi người sang hội Đan Hà Đà Lạt không? Bởi vì những người chơi ở trên Đà Lạt, con cái này không phải là khoe hay gì hết, nhưng mà cái này là sự thật. Khẳng định luôn mọi người một điều rằng không có một tỉnh nào ở Việt Nam mình chơi cái dòng Framiperium mạnh bằng Đà Lạt. Ở Đà Lạt hiện tại con thấy có 7 hay 8 người gì đó trồng rất là nhiều các loại con giống với rất là nhiều những cái màu hoa khác nhau đẹp lung linh luôn. Mạnh nhất chỉ có Đà Lạt. Cho nên là muốn sưu tầm những cái cây lan hài nào mang cái họ này nè, Framiperium, thì liên hệ trực tiếp với lại một số người mà chơi cầm cự ở Đà Lạt á, liên hệ với họ để mà sưu tầm cây giống ha. Chứ còn ở tỉnh ngoài hầu hết là họ nhập từ nước ngoài, nhập lắc đác có vài giống à. Chứ còn Đà Lạt nha, họ có khoảng chắc phải nhiều ạ, chắc phải gần cả 100 giống hay là hơn 100 giống các loại mặt hoa của Framiperium nhiều lắm. Đó, tha hồ. Còn bây giờ thì con sẽ chia sẻ cho mọi người một chút xíu cái thông tin ngoài lề. Ngoài lề ha. Vào ngày 25 đến ngày 26 tháng 12 năm 2023, ở trên Đà Lạt có tổ chức một hội thi hoa lan. Đó, thời gian mọi người có thể vô tham quan là khoảng tầm 4 giờ chiều ngày 25 hoặc là vào trong ngày 26. Mọi người nên vô vào thời điểm này nha. Nếu như ai đang ở trên Đà Lạt hoặc là có dự định sẽ lên Đà Lạt để đi du lịch chơi Noel vào dịp này thì mọi người vào. Thực tế thì hội thi này sẽ diễn ra từ ngày 25 cho tới ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2024. Nhưng ở ngày 25 với ngày 26 thì ở trên đó mới nhiều hoa nhất. Mọi người biết tại sao không ạ? Tại vì ở trên Đà Lạt họ tổ chức cái hội thi này nhằm kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Vì thế cho nên họ sẽ mời rất là nhiều những nghệ nhân trồng lan trong nước ở các cái tỉnh khác á, rồi những người nhà vườn hoặc là những cái doanh nghiệp trồng lan đó, dự để tới để thi, để tham dự, để gọi là mời tới á. Cho nên là sau ngày 26, tức là hội thi chấm thi xong á, chấm điểm xong á, cho kết quả xong á, là sang ngày 27 là người ta đã dọn bớt cây về rồi, nên là cái khu nó sẽ vơi cây bớt. Chỉ có một số nơi nào gần hoặc là ở lại chơi á, thì họ sẽ giữ cây lại ít hôm thôi. Đó, thường là họ sẽ mang về gần hết mọi người ha. Cho nên là ngày 25 tới ngày 26 là hai cái ngày đẹp nhất để mọi người có thể tham quan. Nghe nói trên đó hôm đó có ẩm thực gì vậy. Hôm đó con cũng lên mà. Con sẽ lên tại vì ngày hôm đó con tha hồ được ngắm. Nếu như ai mà thật sự mê cái dòng Framiperium nè, mê lan hài ha, thì hôm đó nó không chỉ có riêng lan hài đâu, mà có cả Cattleya, một dòng lan hoa rất là to và phổ biến, hình như có cả Dendro, rồi lan rừng, một số dòng lan khác. Nói chung là hôm đó lên tha hồ ngắm hoa. Đà Lạt thì mọi người biết là thành phố ngàn hoa mà,
dân chơi Đà Lạt mà đã đưa hoa ra rồi thì không có tác phẩm nào chê được hết mọi người ạ. Cứ lên đó mọi người ngắm. Hôm đó con cũng sẽ quay video và live stream, ai không đi được thì có thể đón xem video của con vào ngày 27 hoặc là ngày 26 con sẽ live stream để gửi cho mọi người chúng ta xem trực tiếp ha, ngắm hoa ở trên đó. Nói chung là vô cái vườn hoa thành phố á thì sẽ mất vé, chỉ có những ai có thư mời, thì con là một trong số những người có thư mời từ trên Đà Lạt thì hôm đó con lên thì sẽ không bị mất vé. Còn tại vì cái vườn hoa thành phố mọi người biết rồi đó, ai đi Đà Lạt sẽ biết đó là khu du lịch, cho nên là khách bình thường vô thì vẫn phải mua vé như bình thường, vé chắc tầm vài chục nghìn gì đó thôi, chắc cũng 70 gì đó, hoặc là nếu như mà ngày lễ con nghĩ chắc tầm 100 gì đó, tại vì con cũng chưa mua vé vô đó bao giờ. Cho mọi người thông cảm nha, con chưa mua vé bao giờ, nhưng mà chắc chắn vô bình thường vô thì sẽ mất tiền mua vé, còn ai có thư mời thì sẽ được được vô thoải mái, không có vấn đề gì hết. Thì hôm đó nếu như mà ai sẽ đi thì hy vọng là được gặp mà người quen trên đó ha mọi người ha. Còn bây giờ thì chúng ta quay vấn đề chính, ngắm hoa lại một phút, sau đó chúng ta sẽ kết thúc video. Video này hơi dài mọi người ha, nhưng mà con nghĩ là đủ tâm huyết để gửi đến cho mọi người chúng ta biết những cái thông tin của sự kiện cũng như là về bông hoa này. Hôm đó chắc khả năng là được ngắm cái hoa này nhiều. Hôm đó được ngắm nhiều. Mọi người lên trên đó đó, mọi người thích thì mọi người có thể liên hệ tới cái nhà vườn người ta đang trưng bày cây á, liên hệ với họ để mọi người sưu tầm. Đó. Hoặc là những ai đang là shop á, chúng ta lên đó chúng ta gặp trực tiếp cái người mà có con giống luôn để chúng ta giao dịch chẳng hạn như vậy. Tại vì cái đó hôm đó là vừa thi vừa gọi là phát triển mà, phát triển ngành lan mà. Thì chơi bông hoa này nó có một cái đặc điểm nhìn hay lắm mọi người, thấy hai cái chân mày không mọi người, hai con sâu róm hai bên này, nhìn y như con sâu luôn, nó đen thui à, đúng nghĩa là màu đen luôn đó mọi người, chứ nó không có pha cái màu gì vào đó, đen thui thù lùi, y như hai con sâu róm đậu hai bên vậy đó. Hoa bé nha, hoa của nó chỉ bằng ngón tay cái của con thôi đó, bằng với lại khuôn hoa của hai cánh nha. Nụ tiếp theo của nó nè, nó sẽ ra hoa tiếp. Dòng Framiperium á, thì trong quá trình con chơi và sưu tầm á, con thấy là hoa của nó hơi hơi nhanh tàn. Độ bền hoa chỉ dao động khoảng tầm từ 20 cho tới 25 ngày, lâu nhất chắc được tháng hết, mà rất là ít cây nào mà hoa bền một tháng. Và khi mà Framiperium rụng hoa nó hay lắm. Bình thường những cây lan hài chẳng hạn như là hài Helen, hài Kim, hài Cuxi, hài Hằng, hài Hương, những cây lan hài quen thuộc á, hoa của nó sẽ héo đi đúng mọi người, nó héo nó úa đi xong rồi nó mới rụng. Còn riêng cái bọn này nè, hoa nó còn tươi nguyên luôn, nó còn nguyên cái màu sắc này luôn nè mà nó đã rụng rồi ha mọi người ha, nó còn nguyên cái màu nào nó rụng rồi, nó rụng xuống mà hoa nó đã còn tươi nguyên luôn. Có nhiều người chúng ta nghĩ là hoa nó bị bệnh hay cái gì nó rụng hoa, nhưng không nha, đó là một cái đặc tính của nó. Hoa của nó chỉ bền khoảng tầm từ 20 ngày, khoảng 20 ngày cho tới một tháng thôi, hầu hết là khoảng 20 ngày nó sẽ rụng ha. Nó rụng hay lắm, nó không có khô đâu, nó bông nó còn tươi nguyên nó rụng à. Rồi, hơi dài, thôi kết thúc video đây mọi người ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video clip sau.